Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh youtube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 102 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam Hoàng Giới, Tần Gia. Tần Gia là gia tộc phụ thuộc của đường tộc, nhưng lại phản bội đường tộc. Theo lý mà nói, khẳng định là Tần Gia này sẽ sớm biến mất khỏi thế gian. Nhưng mà khiến người khác ngạc nhiên chính là Tần Gia này vẫn còn sống rất tốt. Một ngày này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trên vùng trời Tần Gia. Người này chính là tộc trường đường tộc Đường Diêm. Đường Diêm nhìn xuống Tần Gia phía dưới, không nói nhảm bất kỳ lời gì hắn vỗ xuống một trường một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp nghiền ép về phía tần gia ở phía dưới ngay lúc cỗ lực lượng kia rơi xuống tần gia lại vô thanh vô thức biến mất lúc này tần trọng tần gia xuất hiện ở trong sân hắn ngẩng đầu nhìn về phía đường diêm cười nói nếu đường tộc trường đã tới ngại gì không xuống đây ngồi một chút đường diêm nhìn thoáng qua tần trọng quay người rời đi trong sân tần trọng thu hồi ánh mắt yên lặng không nói hồi lâu sau hắn quay người rời đi đông Hoàng giới đông Hoàng giới cũng thuộc về hỗn độn vũ trụ nhưng mà địa phương này đã sắp bị người của ba hoang giới khác quên lãng bởi vì đã hơn ngàn năm người đông hoang giới chưa từng đặt chân đến táng thần nguyên táng thần nguyên vạn dặm là đất chết bầu trời một mực là màu u ám linh khí mỏng manh đừng nói người cả con kiến cũng không có hơn nữa, ở chính giữa táng thần nguyên, nơi đó dựng thẳng một cây cột sắt dài đến mấy chục trượng. Phía trên cột sắt treo một nam tử trung niên. Nam tử trung niên cứ bị treo ở trên cột sắt như vậy, tóc dài che mặt, nhìn không rõ tướng mạo. Đúng lúc này, một tiểu nữ hài ước chừng 16 tuổi dẫn theo một lão già chậm rãi đi tới. Tiểu nữ hài mặc một bộ cầm y dài thuần một màu trắng đơn giản, khuôn mặt như vẽ, mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng đã có đường nét nghiêng nước nghiêng thành. Bên hồng tiểu nữ hài có đeo một thanh trường kiếm mang vỏ, mày ngài như kiếm ánh mắt thành lãnh, trông dung nhan tuyệt thế kia, mang theo một cỗ khí thế Bễ nghệ thiên hạ. Tiểu nữ hài đi đến dưới cây cột, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cột sắt dài kia, nói khẽ, người này chính là cổ đạp thiên ngăn cản thần quốc ta Tây Tiến năm đó đây sau. Sau lưng lão giả khẽ thi lễ, không hẳn là vậy. Tiểu nữ hài mặt không biểu tình, yên lặng đợi đoạn sau. Lão già chỉ chỉ nơi xa, nơi đó có một vết sách sâu không thấy đáy. Vết sách này vượt ngang toàn bộ táng thần nguyên. Chỗ vết sách bóng loáng như gương, tựa như bị một lợi kiếm cắt ra. Lão già mở ra lòng bàn tay, một quả cầu thủy tinh xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc, quả cầu thủy tinh bộc phát ra một đạo ánh sáng màu lam sáng chói. Rất nhanh, phía chân trời xuất hiện một mảnh nước bên trong màn nước kia chính là táng thần nguyên. Bên phải là một tên nam tử trung niên, thân mặc khôi giáp màu tím. Nam tử trung niên cầm trong tay trường thương, ánh mắt thâm thúy như vũ trụ mênh mông. Mà sau lưng hắn là trăm vạn đại quân thần quốc. Mà phía trước trăm vạn đại quân này có một tòa tiểu tháp màu đen đang lơ lửng. Mà phía trên tiểu tháp này có một nữ tử váy trắng đứng đấy, Nữ tử váy trắng cầm trong tay một thanh kiếm, tay phải của nàng nhẹ nhàng vạch xuống mặt đất một cái. Trong chốc lát, mặt đất trực tiếp xuất hiện một vết kiếm dài, không thấy cuối. Nữ tử váy trắng cầm kiếm chỉ chỉ vết kiếm kia, kẻ vượt giới, chết. Bên phải, nam tử trung niên kia nhìn nữ tử váy trắng, mặt không biểu tình, tay hắn cầm trường thương, chỉ chỉ cổ đạp thiên bị treo ở trên cột sắt cách đó không xa. Hắn chính là vết xe đồ của các hạ, giết thanh ngầm vừa dứt trăm vạn đại quân nhất tề sông lên nhìn thấy trăm vạn đại quân kia vọt tới vùng trời phía trên tòa tiểu tháp màu đen kia nữ tử váy trắng mặt không biểu tình chém xuống một kiếm một sợi kiếm quang chém xuống từ trên không trăm vạn đại quân còn chưa kịp phản ứng đã đồng loạt rơi đầu xuống đất trình tề như một gần như là trong chớp mắt trên mặt đất nhiều thêm trăm vạn bộ thi thể một kiếm trăm vạn thi mà giờ phút này, nam tử trung niên dẫn đầu thần quốc kia đã mất đi thân thể, chỉ còn lại linh hồn. Không chỉ như thế, linh hồn hắn còn đang ngày càng hư ảo. Nam tử trung niên có chút mờ mịt nhìn nữ tử váy trắng. Người là thần sao? Khóe miệng nữ tử váy trắng hơi nhấc lên. Thần có thể tiếp một kiếm của ta sao? Thanh âm vừa dứt, nàng quay người tiến vào trong tòa tiểu tháp màu đen rất nhanh, tiêu tháp màu đen biến mất ở cuối chân trời mờ mịt. Nam tử trung niên biến mất, hình ảnh hơi ngừng giữa sân, lão già thu hồi quả cầu thủy tinh kia nói khẽ: "Trận chiến năm đó, thần quốc ta mất hết tinh nhuệ, nếu như không nhờ thi thể của cổ Đạp Thiên này trấn trụ các thế lực như trật tự minh, sợ là thần quốc ta cũng đã biến mất khỏi cõi đời này." Nói đến đây, hắn nhìn về phía thi thể cổ Đạp Thiên kia nói khẽ: người đời đều tưởng rằng cổ đạp thiên này lực ép thần quốc ta lui binh kỳ thật bọn hắn làm sao biết được người thật sự ngăn cản thần quốc ta là nữ tử váy trắng còn mạnh hơn cả thần kia nữ tử váy trắng lúc này tiểu nữ hài đột nhiên đi đến trước mặt vết kiếm kia mà nàng vừa đi qua chuôi kiếm bên hông nàng lập tức bắt đầu rung động kịch liệt kiếm ý bên trong vết kiếm trên mặt đất kia ẩn chứa một cỗ kiếm ý mà kiếm ý này ngàn năm chưa tán lúc này lão già đột nhiên biến sắc không nên tới gần tiểu nữ hài dựng thằng tay phải lên ra hiệu lão già lui ra lão già không dám vi phạm lập tức vội vàng lui sang một bên tiểu nữ hài chậm rãi đi đến phía kiếm ý kia mà cỗ kiếm ý kia càng ngày càng mạnh đã có dấu hiệu công kích tiểu nữ hài mặt không đổi sắc nàng tiếp tục đi đến mà chui kiếm bên hông nàng đã bắt đầu rung động kịch liệt, thật giống như muốn ra khỏi vỏ. Tiểu nữ hài đưa tay trái ấn chặt vỏ kiếm, nàng tiếp tục đi tới, rất nhanh, nàng đi đến phía trước vết kiếm kia. Mà lúc này, cỗ kiếm ý kia đột nhiên hóa thành một thanh kiếm, chém thẳng tới phía nàng. Về mặt tiểu nữ hài vẫn không thay đổi, nàng đột nhiên bước ra phía trước một bước, sau đó rút kiếm chạm. Một sợi kiếm quang tàn nhẫn chạm xuống, siêu phàm kiếm thánh, một kiếm này trực tiếp biểu hiện ra thực lực của tiểu nữ hài, một siêu phàm kiếm thánh chỉ mới 16 tuổi. Tiểu nữ hài chạm một kiếm lên phía trên đạo kiếm ý kia, trong khoảnh khắc, nàng trực tiếp lùi nhanh lại, thế nhưng rất nhanh nàng lại vọt tới lần nữa, mà lần này nàng không xuất kiếm nữa mà để đạo kiếm ý kia tùy ý chém đến đỉnh đầu nàng. Cách đó không xa, vẻ mặt lão già bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, thế nhưng rất nhanh, hắn ngây dại. Bởi vì đạo kiếm ý kia trực tiếp bị tiểu nữ hài hấp thu. Tiểu nữ hài chỉ đứng ở nơi đó, kiếm bên hông nàng rung động kịch liệt, mà những kiếm ý kia không ngừng tràn vào trong cơ thể tiểu nữ hài. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tiểu nữ hài đột nhiên rút ra trường kiếm. Một tiếng kiếm gieo phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Giờ khắc này, kiếm ý này bao trùm toàn bộ tinh không. Giờ khắc này, kiếm đạo của tiểu nữ hài từ thánh nhập thần, mà vết kiếm trên mặt đất kia cũng biến mất theo. Sau một hồi, tiểu nữ hài quay người rời đi. Truyền lệnh xuống, triệu tập chư vương cùng với nhị thập lục thánh tới gặp ta. Lão già yên lặng thối lui. Bắc hoàng giới, trật tự minh. Trong điện, tinh chủ yên lặng ngồi. Trong tay hắn đang cầm một quyển sách cổ trong điện ở phía dưới chỉ có một người khô đại sư khô đại sư nói khẽ lựa chọn tốt nhất của chúng ta lúc này là yên lặng theo dõi kỷ biến tinh chủ không nói gì khô đại sư lại nói dĩ nhiên cũng không thể để cho tên diệp huyền này tiếp tục trưởng thành tinh chủ nhìn về phía khô đại sư tiếp tục khô đại sư trầm giọng nói đường tộc nếu chúng ta có thể ngăn chặn không cho Đường Tộc nhúng tay, là có thể tùy tiện diệt trừ Diệp Huyền và Thần Võ Thành." Tình chủ lắc đầu, "Đường Tộc nhất định sẽ nhúng tay." Khô đại sư gật đầu, "Vậy thì để cho người khác kiềm chế Đường Tộc." Tình chủ nhíu mày, "Yêu Tộc sao?" Khô đại sư gật đầu, "Nếu Yêu Tộc có thể kiềm chế Đường Tộc, chúng ta muốn giết Diệp Huyền dễ như trở bàn tay." Tình chủ lắc đầu, yêu tộc có dã tâm khá lớn, nếu mời bọn hắn ra tay, phải bỏ ra đại giới cực lớn, hơn nữa yêu tộc là dị tộc, không tin tưởng được. Khô đại sư trầm giọng nói, đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Tinh chủ nói khẽ, ta suy nghĩ một chút. Khô đại sư khẽ gật đầu không nói gì nữa, lập tức lui xuống. Trong điện, Tinh chủ yên lặng rất rất lâu, cuối cùng hắn đứng dậy rời đi. Thần Võ Thành Thần Võ Thành bây giờ, dưới sự đoàn kết nỗ lực của Võ Viện và Kiếm Tông, Thành Trì đã khôi phục được năm sáu thành. Dù sao cũng không phải là người bình thường, kiến tạo một tòa thành đối với những cường giả siêu cấp này mà nói là một chuyện đơn giản không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, bởi vì sự tình của trật tự minh, những thế gia và thương gia ở nội thành kia, kẻ thì chết, người thì đi, hiện tại cả tòa thành vẫn trống rỗng, chỉ có đệ tử kiếm tông và võ viện. Không đúng, còn có một thế lực không rời đi, đó chính là Thông Bảo Thương hội. Không chỉ không đi, đối với việc Võ viện và Kiếm tông tái kiến thiết Thần Võ Thành, Thông Bảo Thương hội còn cung cấp hàng loạt trợ giúp, nếu như không phải như vậy, Thần Võ Thành muốn được dựng lại nhanh như vậy vẫn còn có chút khó khăn. Một ngày này, Bạch Chỉ Thông Bảo Thương hội đi đến Kiếm tông, trong một gian đại điện còn chưa xây xong, Bạch Chỉ yên lặng ngồi không biết qua bao lâu, một nam tử đi vào đại điện. Người tới chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến trước mặt Bạch Chỉ, ngồi xuống ở đối diện, cười áy náy một tiếng. Thật có lỗi, để Bạch Chỉ cô nương đợi lâu. Bạch Chỉ mỉm cười, việc nhỏ thôi. Diệp Huyền cười nói, hôm nay Bạch Chỉ cô nương đến đây, hẳn là có chuyện gì. Bạch Chỉ gật đầu, có việc muốn thương lượng với người. Diệp Huyền nói, mời nói. Bạch Chỉ nói, thần võ thành bây giờ bách phế đại hưng người có ý kiến gì hay không diệp huyền cười nói bạch chỉ cô nương người cũng đừng có vòng vo với ta nói thẳng ra mục đích đến đây của ngươi đi bạch chỉ gật đầu ta có một ý tưởng chính là một lần nữa mở thương hội ở trong đây diệp huyền trầm giọng nói bạch chỉ cô nương người cần phải hiểu rõ bên trong thần võ thành hiện tại cơ bản là không có người nào không chỉ như thế trật tự minh có thể sẽ quay đầu trở lại bất cứ lúc nào khi đó có thể thông báo thương hội ngươi sẽ tổn thất rất lớn bạch chỉ cười nói tất nhiên là ta biết việc này diệp huyền có chút không hiểu ngươi biết mà còn muốn tới sao bạch chỉ nói ta chỉ có một ý nghĩ ngươi có khả năng nghe một chút xem sao ý ta là Ngươi dùng thân phận thành chủ thần võ thành, mời đường tộc, yêu tộc, còn có một vài thế lực khác tiến vào nơi đây. Có thể cho phép bọn hắn thành lập thương hội hoặc là thế lực thuộc về bọn hắn tại nơi đây. Dĩ nhiên, phải giao nộp một khoản tiền thuế, người cho bọn hắn thuê địa bàn, là loại thuê theo kỳ hạn. Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn sẽ đến sau. Bạch Chỉ cười nói, nhất định sẽ đến, bởi vì nơi này có một đầu thần mạch, trong lòng đất dưới thần võ thành này vẫn còn đầu thần mạch kia nơi này chính là thánh địa tu hành rất nhiều võ giả đều nguyện ý tới đây mà chỉ cần có người đến khẳng định những thế lực kia đều sẽ đến nơi này bởi vì có lợi ích ví dụ như đường tộc mấy vị công tử đường tộc và cả vị đại tiểu thư đường thanh kia bọn hắn đều có tư binh của bản thân mình mà muốn nuôi tư binh cần gì rất cần tiền một địa phương tốt như thần võ thành nếu như ngươi cởi mở việc đối ngoại bọn hắn nhất định sẽ động tâm không chỉ đường tộc yêu tộc cũng như thế mặc dù yêu tộc không nhúng tay vào sự tình của nhân tộc chúng ta thế nhưng một vài thương nhân của bọn hắn cũng hoạt động nhiều ở bên ngoài thần võ thành ngày trước không cho phép những đại thế lực kia tới nơi này thế nhưng hiện tại nếu như ngươi cởi mở với bên ngoài bọn hắn nhất định sẽ tới Diệp Huyền trầm giọng nói, một khi bọn hắn đến, khi đó thần võ thành chính là thần võ thành của tất cả mọi người. Bạch chỉ gật đầu, khi đó cho dù trật tự minh muốn xuất thủ cũng chỉ dám nhằm vào kiếm tông và võ viện các ngươi, mà không dám tùy tiện nhằm vào thần võ thành. Dĩ nhiên, nếu thực lực của ngươi đủ mạnh, có thể liên hợp những thế lực này, chỉ cần đầy đủ lợi ích, muốn bọn hắn giúp ngươi cùng nhau đối kháng trật tự minh cũng không phải là chuyện gì không thể. Hơn nữa, có những thế lực này gia nhập cũng sẽ khiến người bên ngoài yên tâm hơn, khi đó sẽ càng có nhiều người tới thần võ thành này hơn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, đúng là có một ý kiến không tồi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cô nương, người chọn một chỗ đi, miễn 10 năm tiền thuế. Đối với Bạch Chỉ, hắn tự nhiên vẫn rất cảm kích. Lúc trước, nữ tử này đã giúp hắn không ít lần. Bạch Chỉ mỉm cười, Ta sẽ không cự tuyệt đâu đây." Diệp Huyền cười nói, "Có một chuyện cần làm tiền ngươi, ngươi cảm thấy nếu như cho thuê địa bàn, tiền thuê phải thu như thế nào mới phù hợp đây?" Bạch Chỉ suy nghĩ một chút sau đó nói, "Chuyện này cần thương nghị." Diệp Huyền gật đầu, "Ta tìm một người tới thương nghị với ngươi." Nói xong, hắn dùng huyền khí truyền âm, chỉ chốc lát, một nữ tử đi đến, người này chính là Khương Cửu. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, "Có việc sao?" Diệp Huyền gật đầu. Tiểu cửu, ta muốn để cho ngươi làm đại tổng quản của thần Võ Thành, phụ trách mọi chuyện cần thiết bên trong thần Võ Thành. Tóm lại, ngươi và Bạch Chỉ cô nương thương lượng đi. Nói xong hắn đứng dậy rời đi. Bạch Chỉ lắc đầu cười một tiếng, vùng tay trưởng quản. Khương cửu nhìn về phía Bạch Chỉ. Người sau trầm giọng nói, Khương cô nương, bây giờ ngươi cần dùng danh nghĩa của Diệp Công Tử viết một phong thư gửi cho những đại thế lực kia thành tâm mời bọn hắn tới thần võ thành. Đến, ta cho người biết cần mời những thế lực nào. Thứ nhất là đường tộc, còn có yêu tộc này, còn có. Lúc hai nữ nhân thương nghị, Diệp Huyền về tới hậu sơn kiếm tông. Trên đỉnh núi A Việt lặng lặng đứng đấy. Trong lòng bàn tay nàng, một chữ không nho nhỏ đang lơ lửng. Đây chính là không gian đạo tắc. Diệp Huyền đi đến sau lưng A Việt, Người sau nói, bây giờ người đã nắm giữ tương đối tốt những tri thức lý luận về không gian đã có thể thực hành, nhưng mà lúc thực hành người không được thôi động không gian đạo tắc, bằng không việc này cũng như đang gian lận. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn bình tĩnh lại tâm tình. Rất nhanh, không gian xung quanh hắn bắt đầu chậm rãi rung động. Một bên, A Việt cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Thỉnh thoảng, nàng sẽ chỉ dạy uốn nắn một chút. Cứ như vậy, ước chừng nửa canh giờ sau, không gian trước mặt diệp huyền đột nhiên gấp lại không gian gấp lại lộ ra quỷ bị dị thường bởi vì cảnh tượng trực tiếp trồng chất bên trong không gian kia đặc biệt quỷ dị lại trải qua một lúc lâu sau không gian trước mặt diệp huyền bắt đầu di chuyển nhanh chóng gây dựng lại không gian trước mặt diệp huyền vậy mà đang gây dựng lại một cách quỷ dị hình ảnh kia khó mà dùng bất cứ ngôn ngữ gì để có thể hình dung gây dựng lại không gian dưới sự hướng dẫn của A Việt, Diệp Huyền không dùng không gian đạo tắc cũng có thể lợi dụng những đường cong không gian kia để gây dựng lại không gian, chỉ có điều chậm chạp một chút, nếu dùng để đối địch, rõ ràng là không được, nhưng còn tốt, đây chỉ là mới bắt đầu, rất nhanh, được Diệp Huyền thao túng, không gian xung quanh hắn bắt đầu tạo thành đủ loại hình dạng quỷ dị, không chỉ như thế, hắn còn có thể lợi dụng không gian đạo tắc để bắt đầu cắt chém chính là trực tiếp phân giải năng lượng vật chất tồn tại bên trong không gian sức sát thương này cực mạnh khiến cho bản thân hắn cũng có chút kiêng kỵ thuật cắt chém không gian thật ra đây là bí thuật thuộc về thời thượng cổ cứ như vậy mỗi ngày diệp huyền đều đang điên cuồng tu luyện ở hậu sơn kiếm tông dưới sự vận hành của khương cửu và bạch chỉ dần dần một vài thế lực và tu sĩ tiến vào thần võ thành dù sao nơi này có thần mạch vì thường thích hợp để tu luyện người đồng ý đến cũng không phải là rất nhiều bởi vì vẫn đang cố kỵ trật tự minh ai cũng không biết trật tự minh sẽ đánh tới lúc nào bởi vậy rất nhiều người còn đang quan sát mà trong một ngày này đại tiểu thư đường tộc đột nhiên tuyên bố tiến vào thần võ thành tin tức này vừa ra một màng xôn xao đường ra tiến vào thần võ thành sau đường ra chính là thế lực đỉnh cấp đây bọn hắn vậy mà cũng tiến vào thần võ thành điều này có nghĩa là gì đây mà đúng lúc này yêu tộc cũng đột nhiên tiến vào thần võ thành mặc dù không tuyên bố công khai nhưng cũng đã truyền ra ngoài yêu tộc tiến vào thần võ thành lần này thật sự sôi trào yêu tộc đường tộc kết minh với thần võ thành bây giờ bên ngoài đều đang truyền tay nhau như vậy thế là càng ngày càng nhiều người tiến vào thần võ thành hơn nữa một vài thế lực lớn nhỏ ở các tinh vực xung quanh cũng bắt đầu tiến vào thần võ thành mà sau khi những người này tiến vào thần võ thành thần võ thành càng ngày càng náo nhiệt còn náo nhiệt hơn trước đây bởi vì ngày trước thần võ thành không hoàn toàn cởi mở đối ngoại thế nhưng hiện tại thần võ thành hoàn toàn cởi mở bởi vậy, càng ngày càng nhiều người tiến vào thần Võ Thành, nhưng mà muốn dừng chân lại ở thần Võ Thành nhất định phải thuê địa bàn. Mà khiến Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn chính là rất nhiều người đồng ý thuê giá đất. Có một vài địa phương tốt, Khương Cửu trực tiếp cho thuê với hình thức bán đấu giá. Một vài địa phương khá tốt trực tiếp dùng để phong thưởng. Nói tóm lại, hiện tại tình hình phát triển của thần Võ Thành vô cùng tốt mà đệ tử Kiếm Tông và học sinh Võ Viện cũng chung động rất tốt bởi vì đều đã cùng nhau trải qua sinh tử thần võ thành đang trong thời kỳ phát triển chặt tự minh lại không có bất cứ động tĩnh gì hậu sơn kiếm tông diệp huyền còn đang điên cuồng nghiên cứu không gian dưới sự chỉ dạy của a việt Trình độ nắm giữ và lý giải của hắn đối với không gian có thể nói là tăng nhanh như gió, mà trong lúc này hắn cũng không hề vận dụng không gian đạo tắc, dựa theo ý tứ của A Việt, nếu như bây giờ hắn vận dụng không gian đạo tắc, đó chính là sử dụng ngoại vật, chỉ có sau khi hắn chính thức thấu triệt không gian nhất đạo, lại vận dụng đạo tắc này mới có thể hoàn toàn phát huy hết uy lực của không gian đạo tắc. Hơn nữa, cũng chỉ có như thế cắn trà hắn phải chịu mới có thể giảm xuống thấp nhất Nửa phần trăng đã qua. Một ngày này, Diệp Huyền ngồi xếp bằng ở trên vách núi. Ở trước mặt hắn không xa, A Việt lặng lặng đứng đấy. Ngoại trừ A Việt, còn có Diệp Linh. Lúc này, thương thế của Diệp Linh đã triệt để khôi phục. Không chỉ như thế, mỗi ngày nàng đều đi theo A Việt để tu luyện. Đối với Diệp Linh, A Việt dường như hết sức ưu ái, thường xuyên chỉ bảo nàng, mà được A Việt chỉ điểm, tu vi của Diệp Linh cũng tăng nhanh như gió đúng lúc này không gian trước mặt diệp huyền đột nhiên bắt đầu cắt chém những không gian kia tựa như bị lưỡi đao xẹt qua trực tiếp xuất hiện từng vết rách thật dài đó cũng không phải do ngoại lực tạo thành cắt chém mà là cắt chém không gian chân chính có khác biệt rất lớn về bản chất phương diện uy lực cũng có khác biệt ngày đêm a việt nhìn về phía diệp huyền khẽ gật đầu khá tốt hiện tại người có thể vận dụng không gian đạo tắc Nói xong, nàng bấm tay một cái, không gian đạo tác bay đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía A Việt, A Việt cô nương, hiện tại ta cảm thấy không cần vận dụng không gian đạo tác cũng được, tự tin. Hiện tại đối với không gian, bản thân hắn thấy tạo nghệ của hắn đã rất rất sâu, bởi vậy hắn vô cùng tự tin. A Việt cười lạnh, tự tin là một chuyện tốt có điều tự tin quá mức đây rõ ràng là một chuyện xấu diệp huyền cười nói được rồi vậy ta thử vận dụng không gian đạo tắc này một chút nói xong hắn mở ra lòng bàn tay không gian đạo tắc đột nhiên rơi vào trong tay hắn diệp huyền nhìn về phía a việt a việt cô nương phải dùng như thế nào a việt nói thôi động nó diệp huyền gật đầu huyền khí phun trào thôi động đạo tắc rất nhanh, không gian đạo tắc hóa thành một tia sáng trắng chui vào giữa chân mày của hắn. Lúc này, thanh âm của A Việt vang lên, cảm thụ, Diệp Huyền vội vàng cảm thụ không gian bốn phía, mà đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện không gian xung quanh đầy phi thường rõ ràng, rõ ràng hơn trước đó ít nhất cũng là không dưới gấp 10 lần không chỉ như thế giờ khắc này lúc hắn đang cố gắng cảm thụ không gian này không gian này lại rất thân thiết với hắn thân thiết đây là chuyện trước đó hoàn toàn không có a việt đột nhiên nói người thử thao túng không gian xung quanh đây một chút đi diệp huyền nghe vậy vội vàng gật đầu hắn bắt đầu thao túng những không gian kia rất nhanh không gian trước mặt hắn bắt đầu gây dựng lại với một tốc độ cực nhanh tốc độ kia quá nhanh chóng khiến cho diệp huyền trực tiếp ngây dại nhanh hơn ít nhất là không dưới gấp 10 lần. Không chỉ như thế, lúc hắn thao túng những đường cong không gian này, không có bất kỳ trở ngại nào, tựa như hắn chính là chủ nhân của không gian này. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Diệp Huyền không dừng lại, hắn lại bắt đầu lợi dụng cắt chém không gian. Khi trong đầu hắn vừa nổi lên ý nghĩ này, không gian trong vòng trăm trượng trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện mấy trăm vết đứt không gian. Cắt chém không gian, Diệp Huyền ngây dại, đúng lúc này a việt lại nói người còn có khả năng lợi dụng không gian tạo ra thành bích không gian nghe vậy tay phải của diệp huyền vươn ra phía trước tìm tòi sau đó nhẹ nhàng nắm lại vừa nắm không gian trước mặt hắn trực tiếp bắt đầu tầng tầng co vào gần như là trong nháy mắt không gian trước mặt hắn đã áp dụng thành một đạo thành bích không gian mà thành bích không gian này dày đến mức trực tiếp kinh chủ hắn rất rất dày cho dù một cường giả chứng đạo cảnh ra tay cũng không thể dung chuyển đương nhiên đây là công lao của không gian đạo tắc dưới tình huống bình thường không gian này sẽ không cách nào làm được như vậy có thể nói không gian đạo tắc đã tăng cường cho không gian này khiến không gian này càng trở nên mạnh mẽ cách đó không xa a việt lãnh đạm nói cảm giác giống nhau không diệp huyền trầm giọng nói a việt cô nương không gian đạo tắc này thật cường đại cường đại sao? a việt cười lạnh Bây giờ ngươi cũng chỉ mới nắm giữ một chút gian lông mà thôi. Không gian nhất đạo vô cùng vô tận. Có rất ít người có thể hoàn toàn nắm giữ nó. Nếu ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ nó, một ý niệm của ngươi có thể trực tiếp cải biến không gian của vũ trụ này. Thậm chí có thể gây dựng lại không gian của vùng vũ trụ này. Diệp Huyền ngây ngần cả người, sau đó nói, thật vậy sao? A à, Việt lãnh đạm nói, người muốn làm đến trình độ như ta nói tới, cần ít nhất là một vạn năm. Cho nên, ngươi dẹp hy vọng đó đi, bởi vì ngươi không sống nổi một vạn năm." Diệp Huyền trầm giọng nói. "Vì sao ta không thể sống tới một vạn năm?" A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, "Một khi phá tháp trong cơ thể ngươi khôi phục lại thần trí, nhất định nó sẽ giết chết ngươi đầu tiên." Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, "Hẳn là sẽ không." A Việt cười lạnh không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên nói, "Nếu không ta giết chết nó trước." A Việt lúc này giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện trước mặt diệp huyền diệp huyền đang muốn nói chuyện giới ngục tháp trực tiếp đụng thẳng tới phía hắn diệp huyền xoay người chạy chỉ đùa một chút thôi đùa giỡn thôi một bên nhìn diệp huyền bị đuổi cho chạy khắp nơi diệp linh che miệng nở nụ cười đúng lúc này một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu diệp linh sau một khắc đạo tàn ảnh kia bắn thẳng tới phía diệp linh Nhìn thấy một màn này, A Việt đột nhiên giận dữ. Ta còn đang ở đây mà dám động thủ, thoạt nhìn ta rất yếu sao? Thành âm của A Việt vừa dứt nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. A Việt vừa mới biến mất, đạo tàn ảnh kia trực tiếp bay ra ngoài. Vừa bay, bay ra ngoài trọn vẹn mấy trăm trượng. Mà hắn vừa mới dừng lại, không gian xung quanh hắn trực tiếp áp xúc lại, tạo thành một lồng giam không gian, giam chặt hắn ở trong đó. Là một tên người áo đen. Diệp Huyền xuất hiện trước mặt người áo đen, người sau cười gằn nói: "Diệp Huyền, ta chính là". Lúc này Diệp Huyền đưa tay chém ra một kiếm, người áo đen trong nháy mắt đã bay đầu, đầu lâu kia chậm rãi rơi xuống đất, mà hai mắt hắn lại trợn lên, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Diệp Huyền thu hồi kiếm, nói nhiều, một bên A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, không hỏi xem kẻ nào phái tới sao. Diệp Huyền lãnh đạm nói: "Không quan trọng." A Việt hỏi, vì sao? Diệp Huyền mặt không biểu tình, mặc kệ là do ai phái tới. Chỉ cần hắn dám phái người đến, ta dám giết sạch. A Việt suy nghĩ một chút sau đó nói, hiện tại ta lại phát hiện một vấn đề, không biết con nên nói cho người biết hay không. Diệp Huyền hỏi, vấn đề gì? A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ngày sau ngươi phải đối mặt, không chỉ là cường giả bốn chiều, còn sẽ có năm chiều. Diệp Huyền sửng sốt, vì sao? A Việt lãnh đạm nói, bởi vì ngươi có bảo bối, Diệp Huyền trầm giọng nói, giới ngục tháp sao? A Việt gật đầu, ngươi biết tác dụng chân chính của phá tháp này không? Diệp Huyền lắc đầu, A Việt nói khẽ, phá tháp này có một món đồ vật mà tất cả mọi người đều muốn có được, ngay cả đại tỷ năm đó cũng nổi lên lòng tham, dĩ nhiên, chỉ cần là người, chắc chắn là không ai không muốn. Diệp Huyền hỏi, là đồ vật gì? A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, ta lại không nói cho ngươi." Diệp Huyền a à Việt lại nói, "Ta chính là không nói cho ngươi." Nói xong nàng dẫn theo Diệp Linh trở lại giới Ngục Tháp, nàng muốn tự tay dạy dỗ Diệp Linh. Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền lại bắt đầu nghiên cứu không gian đạo tắc này, giờ khắc này hắn mới chính thức phát hiện không gian đạo tắc này khủng bố như thế nào. Thứ này tuyệt đối là kinh khủng hơn cả bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Nếu có thể vận dụng tốt, uy lực kia thật đúng là hủy thiên diệt địa. Về phần mộng chi đạo tắc, Diệp Huyền không lựa chọn đi nghiên cứu, bởi vì hiện tại, ngay cả không gian đạo tắc, hắn cũng chưa triệt để hiểu rõ. Tham thì thâm, ngoại trừ nghiên cứu không gian đạo tắc, Diệp Huyền cũng đang để cho người kiếm tông thu thập kiếm cho hắn, tăng cường cảnh giới. Chiến lực của hắn hiện tại thật ra là dựa vào nhiều thứ trồng chất lên mà cảnh giới của bản thân hắn lại rất thấp. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của hắn. Nói tóm lại, hiện tại việc hắn cần phải làm là lắng động. Trật tự minh Bên trong đại điện lúc này, chúng cường già trật tự minh đang tranh luận. Chủ đề tranh luận chính là Diệp Huyền hiện tại tình hình phát triển của thần võ thành thật quá tốt cứ tiếp tục như thế tuyệt đối là cực kỳ bất lợi đối với trật tự minh đặc biệt là diệp huyền kia có thể nói yêu nghiệt như diệp huyền mà bất tử trật tự minh ăn ngủ không yên sở dĩ phải tranh luận như thế là bởi vì muốn giết diệp huyền cần phải đối mặt với đường tộc hơn nữa một khi tinh chủ không thể ra tay bên trong trật tự minh gần như là không ai có thể giết chết diệp huyền đúng lúc này một lão giả đột nhiên đứng dậy lão giả gần giọng nói tình chủ tên diệp huyền này tuyệt đối là không giữ lại được thuộc hạ kiến nghị trực tiếp xuất động thần đạo quân nghe vậy tinh chủ ở phía trên lập tức hơi nheo lại hai mắt mà lúc này khô đại sư cách đó không xa đột nhiên cả giận nói to gan sắc mặt của lão giả kia biến hóa nhưng hắn lại không chịu lùi bước mà là tiếp tục nói tình chủ khô đại sư đối với trật tự minh ta uy hiếp của tên diệp huyền này tình chủ đột nhiên lắc đầu, lui ra. Vẻ mặt lão giả kia trở nên có chút khó coi, nhưng hắn không dám nói thêm gì nữa, lui xuống. Tinh chủ chậm rãi đóng hai mắt lại. Dù cho hộ giới minh ta bị hủy diệt, cũng không thể động dụng quân này. Trong điện tất cả mọi người yên lặng, thần đạo quân áp chủ bài lớn nhất của trật tự minh. Lúc này khô đại sư cách đó không xa đột nhiên nói, tần gia kia có gì đó quái lạ, ta đã phái người đi điều tra, thế nhưng người điều tra đều vô thành vô thức biến mất. Tình chủ nhìn về phía khô đại sư, người sau trầm giọng nói, có người ở sau lưng bọn hắn. Tình chủ yên lặng một lát, việc này tự ta lo liệu. Khô đại sư đột nhiên hỏi, còn Diệp Huyền và thần võ thành. Tình chủ yên lặng, khô đại sư lại nói, người này quả thực là tuyệt đối không thể giữ lại, bằng không ngày sau khó mà xử lý. Tình chủ nói, ta đi yêu tộc một chuyến. Yêu tộc, Khô đại sư khẽ gật đầu, rõ ràng Tinh chủ vẫn quyết định đi tìm yêu tộc nhờ tương trợ. Chỉ cần yêu tộc kiềm chế lại đường diêm muốn diệt Diệp Huyền, có thể nói là vô cùng đơn giản. Tinh chủ đứng dậy đang muốn ly khai, mà đúng lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chân trời nơi xa một tiếng long ngâm chấn động. Trong điện tất cả mọi người quay người nhìn về phía ngoài điện bên ngoài tiện một đầu cự long bay lượn tới mà trên thân cự long một tên nam tử đứng đấy thần đạo binh rất nhanh đầu cự long kia dừng lại trên vùng trời trật tự minh tên nam tử trên người cự long kia đáp xuống hắn bước nhanh đến trước mặt tinh chủ cũng không có quỳ xuống chỉ khẽ thi lễ tinh chủ thần quốc xâm phạm thần quốc xâm phạm nghe vậy hết thầy cường già trật tự minh giữa sân đồng loạt hóa đá gần như là trong cùng một lúc, một tên thần đạo binh đi đến đường tộc. Vùng trời đường tộc, tên thần đạo binh kia đáp xuống đi đến trước mặt đường diêm khẽ thi lễ. Đường tộc trường, thần quốc xâm phạm. Thần quốc, nghe vậy trong điện, toàn bộ đám người đường diêm đều ngây người. Mà ở nơi yêu tộc xa xôi, một lão giả đang ở trong một chỗ trước sơn động. Hắn nằm trên một chiếc ghế gỗ, trong tay cầm một quyển trục. Phía trên quyền trục có năm chữ lớn tư liệu về Diệp Huyền. Nhìn một chút, lão giả nói khẽ, thủ hộ thú của thần tộc Long Hồn. Đúng lúc này, một tên thần đạo binh xuất hiện trên vùng trời yêu tộc. Không có người ngăn cản bởi vì tên thần đạo binh này cưỡi một đầu cự long. Hơn nữa, cũng không có ai dám ngăn cản. Tên thần đạo binh kia đáp xuống, tiến đến trước mặt lão giả, khẽ thi lễ. Yêu vương các hạ, thần quốc xâm phạm. Thần quốc xâm phạm. Lão già híp lại hai mắt, một lát sau hắn khẽ gật đầu, biết. Bắc hoàng giới xa xôi, bên trong một tòa thành nhỏ không biết tên, một nam tử trung niên ngồi thả câu bên bờ sông. Ở bên cạnh hắn có một thùng gỗ nhỏ, bên cạnh hắn không xa có một nữ tử cũng đang câu cá. Người này chính là Triệu Mục, Đúng lúc này, nam tử trung niên cách đó không xa, đột nhiên kéo cần câu một phát. Trong nháy mắt, một con cá bay lên từ trong dòng sông, cuối cùng vững vàng rơi vào trong một thùng gỗ bên cạnh triệu mục. Nam tử trung niên cười ha hả một tiếng, hắn nhìn về phía triệu mục cách đó không xa. Nha đầu có phải cảm thấy rất buồn tẻ hay không? Triệu mục không nói gì, nam tử trung niên cười nói, chuyện câu cá cũng như tu hành tu chính là tâm, nếu lòng ngươi tĩnh, vạn sự đều quang. Triệu mục khẽ gật đầu, sau đó nàng giơ tay phải, vồ một cái, một con cá bị nàng trực tiếp chụp lên từ trong dòng sông, nam tử trung niên. Lúc này, triệu mục lại thả hai con cá kia vào trong dòng sông, thế nhưng rất nhanh, nàng lại giơ tay phải vồ một cái, chụp lấy hai con cá kia. Có điều nàng chơi đùa hai lần rồi lại thả chúng xuống. Cá Đúng lúc này, chân trời đột nhiên có tiếng long ngâm. Nghe vậy, nam tử trung niên nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một đầu cự long bay lượn tới. Rất nhanh, cự long đi đến vùng trời. Một tên thần đạo binh đáp xuống. Hắn đi đến trước mặt nam tử trung niên, khẽ thì lễ. vẻ mặt hết sức cung kính. Võ sư, thần quốc xâm phạm. Thần quốc xâm phạm, nam tử trung niên nhíu mày. Tin tức chính xác chứ? Thần đạo binh gật đầu, nam tử trung niên yên lặng một lát sau đó nói, biết. Tên thần đạo binh kia khẽ thi lễ lần nữa, sau đó lặng yên thối lui. Cách đó không xa, triệu mục buông hai con cá kia xuống, nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên nói khẽ, biến thiên. Nam hoàng giới, phía trên một dãy núi nào đó, một lão già khô gầy ngồi yên lặng, đột nhiên hắn mở hai mắt ra, trong đám mây phía chân trời một đầu cự long bay tới lão giả khô gầy nhíu mày hắn đứng dậy bước ra phía trước một bước một bước này đi thẳng tới trước mặt đầu cự long kia mà giờ khắc này đầu cự long kia vẫn còn đang bay bởi vậy lực trùng kích nó tạo ra là phi thường cường đại lão già khô gầy nhẹ nhàng đè ép tay phải đầu cự long kia bị cưỡng ép buộc cho dừng ngay tại chỗ cự long nhìn lão già khô gầy trong mắt ngập tràn vẻ kiên kỵ trên lưng cự long tên thần đạo binh kia vội vàng bay xuống dưới hắn tiến đến trước mặt lão già khô gầy cung kính thi lễ sở chân nhân sở chân nhân một trong lục đại trí cường giả đương thời sở chân nhân nhìn thần đạo binh có phải là trật tự minh triệu thần đạo binh các ngươi trở lại để đối phó diệp huyền kia không thành ngầm bình tĩnh nhưng lại khiến cho người ta không rét mà run thần đạo binh lắc đầu không phải là thần quốc xâm phạm thần quốc xâm phạm nghe vậy sở chân nhân lập tức nhíu lại lông mày một lát sau hắn khẽ gật đầu biết thần đạo binh khẽ thi lễ sau đó lui ra sở chân nhân ngẩng đầu nhìn về cuối chân trời trong mắt có một vẻ lo âu thần quốc đã nhiều năm như vậy bây giờ thực lực của quốc gia thần bí này mạnh đến bao nhiêu chứ không một ai biết được bởi vì đối với quốc gia thần bí này không có bất kỳ ai dám bước vào ngay cả lục đại trí cường giả bọn hắn cũng không dám tùy tiện bước vào táng thần nguyên một lát sau, sở chân nhân quay người nhìn về phía nhà tranh cách đó không xa. Thiết gưu, đi. Thành âm vừa dứt một tên thiếu niên dáng người khôi ngô đi ra từ trong nhà tranh. Sở chân nhân dẫn theo thiếu niên bước nhanh rồi biến mất ở cách đó không xa. Trên đường, thiếu niên khôi ngô hỏi, sư phó, thần quốc rất mạnh sao? Sở chân nhân nói, mạnh. Thiếu niên khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng, vậy khẳng định là có rất nhiều trận đánh sở chân nhân nói không chỉ có rất nhiều trận đánh còn sẽ có rất nhiều người chết thần võ thành một ngày này một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên từ phía chân trời xa xôi sau một khắc một đầu cự long bay tới từ chân trời bên trong thần võ thành vô số người nhìn về phía chân trời lúc này đầu cự long kia đã đi tới vùng trời thần võ thành trên lưng cự long thần đạo binh nhìn xuống phía dưới viện trưởng võ viện tông chủ kiếm tông có đó không lúc này một tên thiếu niên xuất hiện trước mặt cự long đầu cự long kia nhìn qua diệp huyền trong mắt vô cùng đề phòng diệp huyền nhìn thoáng qua cự long sau đó nhìn về phía tên thần đạo binh kia ngươi là ai thần đạo binh nhìn diệp huyền các hạ là ai diệp huyền nói ta chính là tông chủ kiếm tông cũng là viện trưởng võ viện thần đạo binh ngây ngần cả người hắn liếc mắt đánh giá diệp huyền sau đó nói các hạ thần quốc xâm phạm thần quốc xâm phạm sau Diệp Huyền hơi ngẩn ra sau đó nói Đây là chuyện tốt hả? Thần đạo binh... Chuyện tốt sao? Trước mặt Diệp Huyền, tên thần đạo binh kia có chút mộng bức Diệp Huyền đang muốn nói chuyện Nhưng vào lúc này, đường thanh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền Nàng nhìn về phía thần đạo binh Chúng ta đã biết, sẽ mau chóng an bài Thần đạo binh khẽ gật đầu cưỡi cự long quay người rời đi sau khi thần đạo binh đi, đường thanh nhìn thẳng Diệp Huyền. Người chán sống sao? diệp huyền có chút không hiểu có ý tứ gì chứ đường thanh trầm giọng nói ngươi biết thần đạo binh là gì không diệp huyền lắc đầu không biết đường thanh nói khẽ thần đạo binh là một chi quân đội do tất cả các thế lực lớn chúng ta cùng nhau thành lập hơn nữa còn không phải hiện tại mới thành lập mà là từ mấy ngàn năm trước đã có rồi trên mảnh đại lục này rất nhiều thế lực đã biến mất thế nhưng thần đạo binh này chưa bao giờ biến mất không chỉ như thế ở trong đó còn có cường giả võ viện và kiếm tông diệp huyền nhú mày quân đội do tất cả các thế lực liên hợp thành lập sau dùng để làm gì chứ đường thanh trầm giọng nói đối đầu với thần quốc nói xong nàng nhìn về phía đông nói khẽ quốc gia thần bí đến từ đông hoang giới kia nói xong nàng nhìn về phía diệp huyền có phải ngươi nghĩ việc thần quốc xâm lấn đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt hay không diệp huyền gật đầu đúng là nghĩ như vậy đường thanh nói nếu ngươi nghĩ như vậy vậy ngươi thật đúng là cách cái chết không xa diệp huyền không hiểu vì sao đường thanh nói chống cự thần quốc là trách nhiệm của tất cả mọi người nếu như ngươi không hợp tác thậm chí muốn nhân cơ hội đánh lén trật tự minh khi đó nhất định hết thầy thế lực sẽ hợp lực giải quyết người trước bao quát cả đường tộc ta tuyệt đối cũng sẽ hợp sức với trật tự minh để diệt trừ ngươi trước bởi vì ngay lúc này tất cả ân oán đều phải buông xuống mọi người tuyệt đối không cho phép có người gây ra nội loạn diệp huyền yên lặng đường thanh lại nói thần quốc đánh tới chắc chắn tất cả các thế lực sẽ bị thanh tẩy trong tình huống này tất cả các thế lực nhất định phải nhất trí đối ngoại năm đó các thế lực trên khắp đại lục này đã thành lập một minh ước minh ước này gọi là minh ước công thủ Năm đó tất cả các thế lực đều tham dự vào minh ước này, kiếm tông và võ viện cũng có. Không chỉ như thế, cứ mỗi năm năm đều sẽ phái cường giả đi tới táng thần nguyên. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không thể cự tuyệt sao? Đường Thanh lắc đầu, trong thời điểm này, người nào nội loạn, người đấy chết trước chỉ cần ngươi không chủ động kiếm chuyện, trật tự minh cũng tuyệt đối không dám gây chuyện nhằm vào ngươi, hắn dám nhằm vào ngươi. Thế lực khác và mấy vị đại lão phía trên kia cũng sẽ không đồng ý. Nói đến đây, nàng nhìn thằng Diệp Huyền, nếu như ngươi không muốn bị tất cả mọi người nhằm vào, nhất định phải tham dự, mà một khi ngươi tham dự, với thực lực cùng với danh vọng của ngươi bây giờ, những đại lão phía trên kia tuyệt đối sẽ đồng ý, không chỉ như thế, sẽ còn không để cho trật tự minh nhằm vào ngươi mà nếu như ngươi lựa chọn không tham dự, khi đó Trật tự Minh sẽ nhảy lên, ta có khả năng khẳng định, nhất định tất cả các thế lực sẽ hợp lại giải quyết ngươi trước, bởi vì ngươi quá nguy hiểm, hơn nữa bọn hắn sợ ngươi đầu nhập vào thần quốc, bởi vậy, ngươi nhất định phải nhanh chóng tỏ thái độ, ngươi không có lựa chọn khác, bởi vì ngươi quá nguy hiểm, nếu như ngươi không biểu lộ thái độ, tất cả mọi người đều sợ ngươi đầu nhập vào thần quốc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rồi lúc này hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn bởi vì hắn không nghĩ tới những thế lực này vậy mà lại hợp sức cùng nhau thành lập quân đội hơn nữa cả kiếm tông và võ viện cũng có tham dự mục đích chỉ vì đối kháng thần quốc kia thần quốc đối với quốc gia này hắn cũng không hiểu gì mấy chỉ biết là ngàn năm trước thần quốc từng xâm phạm mà quốc gia này lợi hại bao nhiêu hắn không biết dù chỉ một chút khái niệm lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở vùng trời phía trên hai người bóng người kia nói diệp tông chủ thần quốc xâm phạm tình chủ cho mời diệp tông chủ đi tới đăng thiên thành để thương nghị tình chủ cho mời diệp huyền cười nói đi thôi bóng người kia khẽ gật đầu quay người rời đi diệp huyền nhìn về phía đường thanh đường thanh cô nương sự tình trong thành xin làm phiền người quan tâm một chút đường thanh nhìn thẳng diệp huyền đừng làm loạn diệp huyền cười nói Người thấy ta giống như thích làm loạn sao? Nói xong hắn quay người biến mất ở chân trời phía xa. Đường thanh nhìn Diệp Huyền chạy về phía chân trời. Trong mắt có một vẻ lo âu. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi đến Đăng Thiên Thành. Vừa tới Đăng Thiên Thành, mấy đạo khí tức mạnh mẽ lập tức khóa chặt hắn. Thật mạnh, trong lòng Diệp Huyền run lên, mấy đạo khí tức này đều không thể yếu hơn tinh chủ kia. Thần sắc của Diệp Huyền bình tĩnh, hắn đi tới một gian đại điện trước cửa điện hắn gặp được một người quen triệu mục triệu mục dựa vào trên vách tường hai tay khoanh ngang híp lại hai mắt diệp huyền vẫy vẫy tay với triệu mục cười cười hóa ra là triệu cô nương người mặc quần áo vào ta xém chút nữa không nhận ra ngươi nói đến đây hắn đột nhiên sửng sốt bản thân đang nói cái gì thế này đúng lúc này triệu mục cách đó không xa đột nhiên mở hai mắt ra sau một khắc nàng trực tiếp biến mất sắc mặt diệp huyền biến hóa hai tay đột nhiên dơ ra phía trước chặn lại theo một tiếng vang trầm vang lên, Diệp Huyền trực tiếp lùi nhanh hơn trăm trượng. Triệu Mục còn muốn ra tay, lúc này một thanh âm vang lên từ trong điện. Nha đầu, Triệu Mục dừng lại, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền cách đó không xa, sau đó dơ dơ nắm đấm. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là nhanh miệng một chút thôi. Triệu Mục bỏ qua Diệp Huyền, nàng lui sang một bên, tiếp tục dựa vào vách tường. Cách đó không xa, một tên nam tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Người chính là Diệp Huyền sao? Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại, vừa nói chuyện chính là một tên nam tử khôi ngô, nam tử có vóc dáng, người cực kỳ vạm vỡ, bắp thịt toàn thân căng lên, trần gặp về lực lưỡng bảo tạc. Diệp Huyền gật đầu, là ta, nam tử liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, ta thấy ngươi chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, vì sao sư phó lại nói ngươi rất lợi hại chứ? Tiểu Bạch Kiểm sao? Hắn sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Lúc này lại một thanh âm vang lên từ trong điện. Vào đi! Diệp Huyền ôm quyền với nam tử khôi ngô, sau đó đi vào trong đại điện. Bên trong đại điện có 5 người, trong đó tinh trù cầm đầu. Còn có một người hắn cũng nhận biết chính là đường diêm kia. Mà mấy người còn lại phân biệt là yêu vương yêu tộc, nam phái võ sư, sở chân nhân. Sau khi Diệp Huyền đi vào đại điện, khẽ thi lễ với đám người đường diêm, bái kiến các vị tiền bối. Diệp Huyền hành lễ, việc này khiến cả đám người đường diêm đều hơi ngẩn ra. Tiểu tử này lễ phép như vậy sao? Tinh chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền không nói gì. Lúc này, nam phái võ sư cách đó không xa cười nói. Tuổi còn trẻ đã có thể đạt được thực lực như vậy, quả thực hiếm có. Diệp Huyền khẽ thi lễ, tiền bối quá khen. So với đồ đệ của tiền bối, vãn bối vẫn xa xa không bằng. Nam Thái võ sư cười nói, người cũng thật khiêm tốn. Một bên, sở chân nhân đột nhiên nói, đối với việc thần quốc xâm phạm, người có ý nghĩ gì? Nghe vậy, ánh mắt của tất cả mọi người giữa sân đều rơi vào trên thân Diệp Huyền. Tình chủ lặng lặng nhìn Diệp Huyền không nói gì, bầu không khí giữa sân trở nên có chút quỷ mị một lời chu tâm như đường thanh nói bọn hắn hy vọng được diệp huyền trợ giúp nhưng lại kiêng kỵ diệp huyền sợ hắn bởi vì sự tình của trật tự minh mà đầu nhập vào thần quốc một khi diệp huyền đầu nhập vào thần quốc đối với bên phía bọn hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng bất lợi bởi vậy hiện tại đối với bọn hắn mà nói diệp huyền hiện tại hoặc là đứng về bên này hoặc là bóp chết ngay đề phòng hắn làm phản đúng lúc này diệp huyền đột nhiên nói thần quốc xâm phạm ta còn có thể có ý kiến gì khác đương nhiên là chiến với bọn hắn sở chân nhân nhìn diệp huyền không nói gì diệp huyền lại nói chư vị ta là viện trường võ viện cũng là tông chủ kiếm tông hiện tại càng là thành chủ thần võ thành thần quốc xâm phạm tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không bởi vậy ý nghĩ của ta chính là đánh nhưng mà nói đến đây hắn đột nhiên ngừng lại sở chân nhân hỏi nhưng mà gì diệp huyền lãnh đạm nói ta sợ sợ chân nhân nhíu mày, sợ thần quốc sao? Diệp Huyền lắc đầu sau đó nói sợ trật tự minh. nghe vậy, sợ chân nhân nhìn thoáng qua tinh chủ cách đó không xa, không nói gì. thần sắc của tinh chủ bình tĩnh, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, chư vị, ta sợ lúc ta và chư vị hợp lực đối kháng thần quốc, Trật tự minh này lại ở sau lưng đâm một đao, thì ta phải làm sao bây giờ? Sở chân nhân cười nói, trước khi thần quốc đến, hết thầy ân oán chúng ta đều mặc kệ. Nhưng mà bây giờ, thần quốc xâm phạm chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí. Nói đến đây, hắn nhìn về phía tinh chủ. Hẳn là tinh chủ cũng nghĩ như vậy. Tinh chủ lãnh đạm nói, kỳ thật, hẳn là chư vị nên lo lắng hắn còn có thể đầu nhập vào thần quốc hay không. Nếu hắn đầu nhập vào thần quốc, lại am hiểu thuật ám sát. Thuật ám sát, nghe vậy, thần sắc mấy người giữa sân đều có một chút biến hóa. Thực lực của Diệp Huyền có thể nói ngoại trừ 5 người bọn hắn, ngay cả những thánh giả còn lại cũng khó có thể chấn áp hắn. Mà nếu chơi ám sát, sợ là những thánh giả đó cũng đỡ không nổi, bởi vì trên thân Diệp Huyền lúc này có thể nói là trí bảo thành đống. Diệp Huyền đột nhiên cười, yêu vương đột nhiên nói, người cười chuyện gì? Diệp Huyền cười nói, ta đang cười thần quốc còn chưa thật sự đánh tới, thế nhưng bên chúng ta đây lại sắp sửa nổi loạn. Nói xong hắn nhìn mọi người một lượt. Chư vị, các người hẳn phải biết ân oán giữa ta và trật tự minh. Trật tự minh này vì giết ta không tiếc phái đại quân đến thần võ thành đuổi bắt muội muội ta. Muội muội ta mới bao nhiêu tuổi, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nữ hài. Thế nhưng trật tự minh này lại làm ra sự tình hèn hạ đến như vậy. Nói đến đây, hắn nộ chỉ tinh chủ gần giọng nói. Ngươi còn là trí cường giả giữa mảnh thiên điện này sao? Hành vi của ngươi như thế, quả thật chó cũng không bằng. Lão tử thật không nhìn nổi ngươi. Tinh chủ híp lại hai mắt. Sau một khắc, một cỗ uy áp cường đại nghiền ép thằng về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười lạnh xoay tay phải lại. Thiên chủ kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn đưa tay chém xuống một kiếm. Cổ uy áp kia trực tiếp bị một kiếm chém vỡ nhưng diệp huyền cũng thôi lui đến cửa đại điện tinh chủ đang muốn xuất thủ lần nữa lúc này dường như hắn nghĩ đến chuyện gì lập tức nhìn về phía sở chân nhân sở huynh người có nhìn thấy không cũng không phải là trật tự minh ta không muốn lấy đại cục làm trọng mà là hắn không chịu lấy đại cục làm trọng sở chân nhân nhìn diệp huyền Ta vẫn tưởng ngươi là một người thông minh, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là ta đã sai. Diệp Huyền cười nói, Ta biết, chư vị gọi ta tới chính là muốn xem thái độ của ta. Nếu như ta thông minh một chút, nguyện ý làm kiếm của các ngươi đi đối phó với thần quốc, các ngươi sẽ thả cho ta một con đường sống. Trái lại, nếu ta không tỏ ra thông minh một chút, các ngươi sẽ giết ta ngay lập tức, chấm dứt hậu hoạn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía sở chân nhân muốn ta đối kháng thần quốc có thể có hai yêu cầu thứ nhất cường già trật tự minh tiến đánh võ viện và kiếm tông ta ngày hôm đó phải chết thứ hai tinh chủ phải đi đến thần võ thành ta nói lời xin lỗi trước mộ bia của viện trưởng võ viện cùng với tông chủ kiếm tông ta nếu như vậy ta có khả năng tạm thời buông xuống ân oán với trật tự minh nghe vậy tinh chủ mặt không biểu tình nhưng hàm ý tràn đầy mỉa mai một bên đường diêm cũng lắc đầu trong mắt khó nén thất vọng sở chân nhân nhìn diệp huyền vậy ngươi có khả năng phải thất vọng rồi nói xong sâu trong đôi mắt hắn đã có sát ý diệp huyền khẽ gật đầu chư vị động thủ đi nói xong hắn quay người nhìn về phía chân trời nói khẽ sư tôn đệ tử bạc mạng không thể đến năm chiều đánh cờ với người năm chiều nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt mọi người giữa sân kịch biến năm chiều đám người tinh trù đưa mắt nhìn nhau trong mắt đều có một vẻ khiếp sợ đây chính là thế giới ở chiều không gian cao cấp hơn đấy dù bọn hắn đạt đến trình độ này, nhưng đối với thế giới năm chiều kia, vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Đường Diêm đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, lệnh sư là người năm chiều sau. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Đường Diêm gật đầu. Hắn nói hắn tới từ năm chiều, hay ta cũng không biết có phải là thật hay không đường diêm do dự một chút sau đó nói món bảo vật trên người ngươi cũng là do lệnh sư đưa cho ngươi sau diệp huyền gật đầu lúc ở thanh thành khi đó ta vẫn còn là một đệ tử diệp gia bình thường còn một ngày ta gặp một lão già dâu bạc hắn thấy ta có cốt cách kinh kỳ là một thiên tài kiếm đạo vạn người không được một sau này trách nhiệm đối kháng năm triều kiếp gì đó là phải dựa vào ta từ đó trở đi ta bắt đầu tu kiếm Đường Diêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, những lời này nghe thế nào cũng thấy giống như là nói bậy. Lúc này Yêu Vương đột nhiên nói, người nói sư tôn của ngươi đến từ năm chiều, vậy ngươi có chứng cứ gì không? Diệp Huyền nói, món bảo vật năm chiều kia có tính là chứng cứ không? Yêu Vương khẽ trầm ngâm một hồi lại nói, còn gì nữa không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó gật đầu. Yêu Vương nói, có thể cho chúng ta nhìn một chút không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua tinh chủ cách đó không xa, lãnh đạm nói, để cho hắn ra ngoài đi. Yêu vương Về mặt của đường diêm cũng có chút cổ quái Tên này cũng quá là mang thù Tình chủ nhìn Diệp Huyền Ngươi phải hiểu rõ đây là địa bàn của ai Diệp Huyền lãnh đạm nói Nếu ta và ngươi đổi ngược Cho dù ngươi cầu xin ta nhìn Ta cũng sẽ không nhìn Làm người phải có chút cốt khí hiểu không Tình chủ híp lại hai mắt trong mắt hắn lập lòe hàn quang lúc này diệp huyền cười lạnh tình chủ ngươi có còn nhớ rõ vị ương tinh vực hay không còn nhớ được cỗ phân thân của ngươi biến mất như thế nào không còn nhớ được vô số cường giả từ các tinh vực kia biến mất như thế nào không nghe vậy về mặt tinh chủ lập tức biến đổi sự tình ở vị ương tinh vực lúc trước hắn làm sao mà quên được đây một lần kia, phần thần của hắn tiến đến nhưng lại bị nam tử kia trực tiếp miểu sát. Không chỉ như thế, hết thầy cường già có mặt lúc ấy đều bị nam tử kia phất tay miểu sát. Không chỉ tinh chủ, sắc mặt đám người sờ chân nhân ở xung quanh cũng khẽ trầm xuống. Sự tình ở vị ương tinh vực tất nhiên là bọn hắn cũng biết được một chút. Nghe nói lúc trước tinh chủ phái cường giả Một vài tinh vực tiến đến Nhưng cuối cùng toàn bộ đều ngã xuống Diệp Huyền đột nhiên nói Biết người kia là người phương nào không Đó là thập sư huynh của ta Mà phía trên ta còn có 9 vị sư huynh Nói xong hắn xoay tay phải lại Chấn hồn kiếm xuất hiện trong tay hắn Đây là chấn hồn kiếm Trước đây Minh Vương đã tặng cho ta Hẳn là các người đều biết về Minh Vương Ta cũng không cần phải giải thích thêm với các người Nói đến đây, chấn hồn kiếm trong tay hắn biến thành thần vương kiếm. Đây là thần vương tặng cho ta, nghe qua thần tộc rồi chứ. Thiên tài yêu nghiệt nhất thần tộc, giản tự tại chính là tỷ tỷ của ta. Hẳn là các ngươi cũng đã nghe qua đại danh của nàng. Nói xong, hắn vung lên tay phải. Thần vương tọa xuất hiện ở trước mặt hắn, bảo vật đạo cảnh nhìn thấy thần vương tọa này thần sắc của năm người ở trong điện đều trở nên có chút ngưng trọng diệp huyền chỉ thần vương tọa đây cũng là thần vương đưa cho ta hắn nói ta là người được vũ trụ năm triều tuyển chọn gì đó mong sau này ta có phát đạt không quên thần tộc nói xong hắn mở ra lòng bàn tay thiên chú kiếm xuất hiện trong tay hắn nhìn thấy chuôi kiếm này thần sắc của mấy người trong điện đều khẽ động đặc biệt là tinh chủ trong mắt hắn còn có một tia đề phòng bởi vì hắn đã tự mình lãnh giáo chuôi kiếm này mạnh mẽ thế nào? Diệp Huyền lãnh đạm nói. Chư vị có biết đây là kiếm gì không? Đường Diêm hỏi. Kiếm gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói. Thiên Chu Kiếm. Kiếm này chính là trí Chí bảo năm chiều. Bởi vì nó thuộc về năm chiều. Bởi vậy vừa xuất hiện ở thế giới bốn chiều này. Nó sẽ làm thế giới bốn chiều chúng ta bị tổn thương bản nguyên. Thiên Chu Kiếm. Sở chân nhân nhìn thoáng qua thiên chu kiếm đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên nói tiếp. Ta còn có một thanh kiếm là kiếm của sư phụ ta. Các ngươi nhìn một chút. Nói xong hắn bảo tiểu linh nhi ôm một thanh kiếm trên đỉnh tháp ra ngoài. Vừa nhìn thấy chuôi kiếm này về mặt mấy người giữa sân lập tức đại biến, kiêng kỵ. Giờ khắc này trong mắt năm người đều có vẻ kiêng kỵ. Tiểu Linh Nhi quơ quơ kiếm trước mặt mọi người, sau đó quay người trở lại giới ngục tháp, Diệp Huyền nói: "Chư vị, đó chính là kiếm của sư phụ ta, lão nhân gia ông ta để lại cho ta." Lão nhân gia ông ta nói: trừ phi, là ta có nguy hiểm tính mạng, bằng không không thể tùy tiện vận dụng kiếm này." Yêu Vương hỏi: "Vì sao?" Diệp Huyền chân thành nói: "Sư tôn nói, một khi vận dụng kiếm này hủy thiên diệt địa, vùng vũ trụ này của chúng ta không chịu đựng nổi, mọi người Diệp Huyền thu hết thầy bảo vật vào lại. Sau đó nói, chư vị đây đều là bảo vật của ta. Nếu hiện tại các người động thủ, chúng nó đều là của các người. Bao quát cả món trí bảo năm chiều kia. Mọi người yên lặng, trí bảo năm chiều. Mấy người giữa sân đều là trí cường giả trên mảnh thiên địa này trí thông minh của bọn hắn tự nhiên là không thấp, bọn hắn cũng hoài nghi lời nói của Diệp Huyền, thế nhưng những món bảo vật Diệp Huyền lấy ra kia, một món khủng bố hơn một món, đặc biệt là thanh kiếm cuối cùng kia, càng khiến cho bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm. Một thanh kiếm đã có thể khiến bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm, có thể tưởng tượng chủ nhân của kiếm khủng bố đến mức nào, hơn nữa những món bảo vật của Diệp Huyền đều có lai lịch không tầm thường một người dưới tình huống bình thường làm sao có thể có được nhiều bảo vật như vậy một câu diệp huyền này không đơn giản lúc này sở chân nhân đột nhiên thấp giọng thở dài tiểu hữu chúng ta cũng không có ý tứ gì khác nếu như có ý tứ gì khác ngay từ đầu đã ra tay với ngươi chúng ta chỉ muốn mời ngươi hợp lực với chúng ta để đối kháng thần quốc chỉ thế thôi đường diêm cũng khẽ gật đầu Tiểu hữu, bây giờ chúng ta không có ý kiến gì với ngươi, chỉ muốn mời ngươi cùng nhau đối kháng thần quốc, nếu không ngăn cản đại quân thần quốc. Một khi đại quân thần quốc xâm phạm, khi đó sẽ có không biết bao nhiêu bách tính chết đi. Một trận chiến này là cuộc chiến chính nghĩa, chiến cho chính chúng ta, cũng cho thương sinh thiên hạ yêu vương cũng nói mặc kệ trước kia có ân oán gì hiện tại vẫn cần phải liên thủ thần quốc này cũng không phải là thế lực bình thường Sở chân nhân khẽ gật đầu, nếu như có tiểu hữu gia nhập cùng đối kháng thần quốc, phần thắng của chúng ta tất nhiên sẽ gia tăng rất nhiều. Câu nói này thật sự không có khuếch đại. Thực lực của Diệp Huyền thật sự rất mạnh. Hơn nữa, Diệp Huyền còn có nhiều bảo vật như vậy. Chiến lực này, cường giả đạo cảnh bình thường hoàn toàn không đáng chú ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tinh chủ cách đó không xa, không nói gì. Lúc này, tinh chủ đột nhiên nói. Diệp Huyền, người muốn ta đi nói lời xin lỗi trước mộ bia cả viện trưởng võ viện cùng với tông chủ kiếm tông ngươi có thể. Nhưng mà, người trật tự minh ta, ta sẽ không để cho người giết nếu cuộc chiến đối kháng thần quốc của chúng ta thắng lợi khi đó ân oán giữa ngươi và trật tự minh ta chúng ta có khả năng dốc hết lực thanh toán nhưng nếu như chúng ta bại khi đó tất cả mọi người đều chết ở táng thần nguyên hết thảy ân oán đã từng đều không còn nữa thế nào diệp huyền có chút ngoài ý muốn thật không ngờ tinh chủ này vậy mà lại thỏa hiệp trong điện tất cả mọi người đang nhìn diệp huyền một lát sau diệp huyền nói đi thôi đi thần võ thành nói lời xin lỗi đi nói xong hắn quay người rời đi diệp huyền hắn cũng không phải là đồ đần độn hắn biết nếu như bản thân lại được một tấc muốn tiến một thước chắc chắn những người này sẽ không tiếp tục có bất kỳ nhượng bộ gì mà bây giờ hắn và võ viện còn có kiếm tông cần gì nhất cần thời gian hắn cần thời gian để trở nên càng cường đại hơn cường đại đến trình độ sáu người trước mắt này cũng không làm gì được hắn mà võ viện và kiếm tông cũng cần thời gian để phát triển rất nhanh, Diệp Huyền và đám người tinh chủ đi tới thần võ thành. Hậu Sơn kiếm tông, trước mộ bia của Việt Vô Trần, tinh chủ lặng lặng nhìn mộ bia kia, mà sau lưng hắn không xa là hết thầy đệ tử kiếm tông. Hết thầy đệ tử kiếm tông đều đang nhìn tinh chủ, trong mắt bọn hắn có phẫn nộ, có sát ý. Lúc này, tinh chủ khẽ thi lễ với mộ bia, sau đó hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Nhớ kỹ sự tình người đã đáp ứng thành âm vừa dứt hắn quay người biến mất ở cuối chân trời giữa sân diệp huyền yên lặng một lát sau đó quay người nhìn về phía đám đệ tử kiếm tông nhớ kỹ đó cũng không phải là sự tình đáng kiêu ngạo gì ngược lại đây là sự bất lực của chúng ta bởi vì sự bất lực của chúng ta cho nên mới chỉ có thể khiến cho hắn đi đến nơi này nói lời xin lỗi nhưng mà ta có khả năng cam đoan với các ngươi sau này ta nhất định sẽ khiến cho trật tự minh hắn nợ máu phải trả bằng máu giữa sân hết thầy đệ tử kiếm tông đều đang nhìn diệp huyền trong mắt bọn hắn là tôn kính đối với diệp huyền đệ tử kiếm tông vẫn vô cùng chịu phục Diệp Huyền lại nói, nhớ kỹ, nếu kiếm tông ta không đủ cường đại, sau này cũng chỉ có thể mặc cho người ta khi nhục, mà kiếm tông ta có mạnh hay không, chính là ở các người. Các người chính là tương lai của kiếm tông ta. Kiếm tông, kỳ thật hắn cũng không muốn làm tông chủ kiếm tông, thế nhưng hắn không thể không làm, mà nếu đã lựa chọn gánh vác, vậy hắn sẽ gánh vác đến cùng. Sau khi chúng đệ tử kiếm tông rời đi, đường thanh đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nàng nói khẽ, biết vì sao tinh chủ chọn thỏa hiệp không? Diệp Huyền lắc đầu, đường thanh nói, bởi vì so với việc giết ngươi, hắn càng hy vọng đánh lui được thần quốc, đón về thi thể của cổ đạp thiên, thanh tẩy sỉ nhục của trật tự minh suốt nhiều năm qua. Mà hắn biết, thần quốc nhất định là vô cùng cường đại, hy vọng này hết sức xa vời. Thế nhưng, có người gia nhập, có lẽ có thể tăng thêm một chút hy vọng như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, rốt cuộc thần quốc mạnh cỡ nào? Đường Thanh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền ngạc nhiên, đường tộc ngươi không biết sao? Đường Thanh gật đầu, không biết, bởi vì không ai có thể đặt chân đến thần quốc. Trước đó, chúng ta cũng có phái người đi, nhưng không ai còn sống trở về. Diệp Huyền yên lặng, đường Thanh nói khẽ, tình chủ đã triệu tập hết thầy thế lực ngoại trừ đông hoang giới đi tới táng thần nguyên, còn có cả thiên tài trên đạo bảng. Những người này cũng đều dồn dập chạy tới táng thần nguyên, có cả ta, ngày mai ta sẽ lên đường đi tới táng thần nguyên. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi đều không có lựa chọn sao? Đường Thanh lắc đầu, không có lựa chọn. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Bởi vì năm trí cường giả kia sao? Đường Thanh cười khẽ, bọn hắn cũng không có lựa chọn. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì chứ? Đường Thanh nhìn Diệp Huyền, chủ nhân chân chính của Thần Đạo Quân, người biết là ai không? Diệp Huyền nói, không phải là các ngươi sao? Đường Thanh lắc đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói khẽ. Chủ nhân chân chính của Thần Đạo Quân là nó, Thiên Đạo, kỳ thật chiến tranh giữa thần quốc và chúng ta, ngoại trừ vì lợi ích của bản thân chúng ta, còn có một nguyên nhân cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là đạo thống tranh đấu diệp huyền trầm giọng nói ý của ngươi là có hai thiên đạo sau đường thanh gật đầu thiên đạo mà thần quốc thờ phụng và thiên đạo chúng ta thờ phụng không phải là một mặc dù cả hai chưa bao giờ chân chính xuất hiện nhưng cả hai vẫn luôn tồn tại Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Dĩ nhiên, sợ dĩ chúng ta quyết định chiến cũng bởi vì lợi ích của bản thân, cũng giống như ngươi. Bây giờ ngươi là thành chủ thần võ thành, thế nhưng thần quốc đánh tới, ngươi nhất định phải cúi đầu xưng thần. Ngươi nguyện ý không, cũng đừng nói đến đầu hàng. Rất nhiều thời điểm, đầu hàng sẽ không có kết cục tốt. Diệp Huyền nói khẽ, tại sao ta cảm thấy chúng sinh này đều giống như một con cờ vậy? Diệp Huyền nhìn về phía chân trời vũ trụ lớn biết bao hắn không biết lúc ở thanh thành hắn cảm thấy khương quốc rất lớn mà từ lúc đi ra khỏi thanh thương giới hắn phát hiện ra hóa ra khương quốc nhỏ bé như vậy mà đến được đây hắn phát hiện thanh thương giới nhỏ bé đến cỡ nào mà trong vũ trụ mịt mờ này hỗn độn vũ trụ là vũ trụ duy nhất hay sao bên ngoài hỗn độn vũ trụ thì sao đây năm chiều sau vũ trụ quá lớn lớn đến mức hắn chỉ có thể dùng quá lớn để hình dung bởi vì đối với vũ trụ này hắn không có bất kỳ khái niệm gì chúng sinh trong vũ trụ mịt mờ này thật quá nhỏ bé chúng sinh như sâu kiến câu nói này đổi một góc độ mà xem kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý nhân loại và những sinh mạng khác trong vũ trụ mịt mờ này thật sự tựa như sâu kiến Giờ phút này, lúc nghe được lời Đường Thanh nói, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, chúng sinh tựa như là quân cờ trên bàn cờ, bước đi thế nào, có kết cục gì đều đã được quyết định từ rất lâu. Người bình thường, sau khi xuất sinh, chính là học tập công tác, thành thân, sinh con, già đi, tử vong, mà con của hắn cũng sẽ tiếp tục như thế, vòng đi vòng lại như thế mà người tu luyện chính là tu luyện mạnh lên đại đạo trường sinh nhưng có thể chân chính trường sinh lại có mấy người đại đạo trường sinh đây là hư vô mờ mịt cỡ nào mà rất nhiều người cả đời vất vả khổ tu cuối cùng cũng chỉ là hóa thành hư vô bụi về với bụi đất về với đất tựa hồ tất cả đều đã được quyết định từ lâu lúc này diệp huyền lắc đầu cười một tiếng đường thanh nhìn về phía diệp huyền cười gì diệp huyền cười nói mặc kệ vũ trụ mịt mờ này lớn bao nhiêu cũng mặc kệ có thể sống sót bao lâu kỳ thật trọng yếu nhất chính là sinh mệnh có ý nghĩa chúng ta sống trên đời cuối cùng rồi sẽ có một ngày phải biến mất thế nhưng quá trình này nhất định phải sống cho thật đặc sắc mà nỗ lực phấn đấu liều mạng tu luyện là hy vọng có một nhân sinh tốt đẹp ví dụ như ăn được tất cả những thứ muốn ăn yêu được những người bản thân muốn yêu bản thân sống không đau khổ thân nhân sống không u buồn như thế là đủ đường thanh nhìn diệp huyền có chút mộc bức lúc này a việt đột nhiên xuất hiện trước mặt diệp huyền nhìn thấy a việt mí mắt diệp huyền hơi nhảy tại sao nữ nhân này lại chạy ra ngoài a việt nhìn diệp huyền nàng không nói gì chỉ là cứ như vậy nhìn diệp huyền nhìn đến mức diệp huyền hết sức mất tự nhiên diệp huyền vừa muốn nói chuyện a việt đột nhiên nói ta từng đọc được một câu trên một quyển sách của chủ nhân chủ nhân viết ý nghĩa của sinh mạng nằm ở giá trị của bản thân và nỗ lực sống tốt mỗi ngày nói đến đây nàng nhìn về phía diệp huyền so với lời ngươi nói có vẻ như cùng một ý tứ diệp huyền nghiêm mặt nói anh hùng sợ kiến lược đồng a à việt cô nương nếu ngươi không chê tạm thời ngươi cứ gọi ta là chủ nhân đi ta không ngại đâu thật đấy a à việt đột nhiên đấm ra một quyền diệp huyền còn chưa kịp phản ứng đã lập tức bay ra ngoài A à Việt lắc tay, thật đúng là đặc biệt thích ăn đòn. Nói xong, nàng quay người biến mất. Đường thành... Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu an bài sự tình của Kiếm Tông và Võ Viện. Bởi vì hắn quyết định sẽ đi táng thần nguyên, cũng không thể lật lọng không chịu đi. Nếu hắn lựa chọn không đi, khẳng định là năm người kia sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng sẽ không bỏ qua cho thần Võ Thành. Mà lần này, hắn chỉ dẫn theo mạc tà đi cùng, an lan tú và liên vạn lý đều lưu lại tọa chấn bên trong thần võ thành dù sao bên trong thần võ thành hiện tại không có cường giả siêu cấp gì ngày thứ hai diệp huyền và mạc tà còn có đường thanh rời khỏi thần võ thành đi tới táng thần nguyên khi biết được Diệp Huyền rời đi thần Võ Thành, đi tới táng thần Nguyên, đám người sợ chân nhân đều thở dài một hơi. Để Diệp Huyền này một mình lưu lại nơi này, bọn hắn thật không yên lòng. Bởi vì bọn hắn cũng rất sợ, sợ lúc bọn hắn đang đối kháng với thần quốc, Diệp Huyền ở sau lưng đâm một đau. Mà một khi năm người bọn hắn đi đến táng thần Nguyên, lúc đó không ai có thể ngăn cản được Diệp Huyền. Nhưng cũng còn tốt, Diệp Huyền nguyện ý đi tới táng thần Nguyên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 102 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.